Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có, nếp nhăn bạn ơi, Đến hẹn lại lên, hôm nay Nhanh Trí sẽ đưa bạn đi khám phá tật xấu của thế giới động vật nha. Bạn hay ngoáy mũi, hay đánh rắm thúi, động vật có con nào như vậy không? Đi tìm đồng bọn và giúp bạn thông minh hơn người bạn cùng bàn thôi nào. Tập trung nhé. Câu đầu tiên cực kỳ hách mắt nè. Theo bạn, những con bò này có gì đặc biệt? Lạ ghê, mấy em bò này có 4 mắt kìa các bạn ơi. 2 mắt đằng trước, 2 mắt ở mông ư. Lạ quá, phải qua đó phỏng vấn ngay một anh bò mới được. Chào Nhanh Trí, định hỏi sao lại có mắt ở mông chứ gì? Biết ngay mà, để bò ta nói cho mà nghe. 2 con mắt này là do ông chủ của ta vẽ đấy. Ông chủ nói là vì xung quanh đây có nhiều con ăn thịt, sợ bò ta bị chúng nó đánh hội đồng nên vẽ như vậy cho nó vừa ngầu vừa để dọa chúng nó. Đó, chỉ vậy thôi. Cũng khá thú vị đấy. Thế mà mình cứ tưởng là anh bò có 4 mắt thật cơ. Công nhận ông chủ ở đây đỉnh thật, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Vậy thì đố ai định nghĩa được tình yêu? Có gì khó đâu, một buổi chiều hai đứa yêu nhau ngồi xích lại, môi kể nhắm mắt, thế là yêu. Ý khoan, ta đang nói con vật mà. Có một con vật thích hôn gió lắm đấy các bạn ạ. Có ai biết đó là con gì không? Lạc đà hay đà điểu nhỉ? Lạc đà alpaca chính là con vật được gọi tên tiếp theo. Nhìn mấy em nó đúng kiểu bên ngoài khuôn ngầu, bên trong ấm áp. Vì cô đơn lâu quá nên bọn lạc đà ấy bị cuồng hôn hay sao ý các bạn ạ. Cứ gặp người chưa kịp chào hỏi gì đã mua một cái rồi. À, nhìn nó hơi bẩn tí nhưng thông cảm, em nó là lạc đà mà, có phải con người đâu. Ngoài ra bọn này để giữ body nên chúng ăn uống rất healthy, chỉ ăn cỏ khô và ăn 1 cân một ngày. Chắc là sợ béo hay sao ý. Thêm nữa, trong thế giới động vật, lạc đà alpaca cũng sạch sẽ lắm, ăn đúng nơi, ị đúng chỗ, không cần ai chỉ dạy đâu nha. Mỗi cái tội thích hôn nhưng nhổ cả lít nước dãi vào mặt người ta thế thì ai mà dám vào gần. Thôi, đẹp mà vô duyên thì mình không đủ can đảm để vào gần đâu. Hey, cuộc đời thật lắm bất công. Con muốn bay thì không có cánh, còn có cánh thì lại không thích bay. Theo bạn, đó là con gì có cánh nhưng lại không thích bay? Chim cánh cụt hay con gà? Nói đến đây, lại làm cánh cụt ta tổn thương rồi. Ta thích bay lắm, nhưng lại không biết bay. Còn cái con biết bay thì lại không thích bay, chính là con gà chứ còn ai vào đây. Suy cho cùng, cánh thì cũng chỉ để chiên xù với nướng lên thêm tí tương ớt thôi, chứ nó chả có tác dụng gì với gà cả. Bây giờ thì nạp năng lượng ngay bằng một đĩa cánh gà chiên giòn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nào. Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi tưởng lạ mà quen lắm luôn các bạn ơi. Thứ gì có trước đấy, con gà hay quả trứng? Aha, nghe quen mà lại khá là khoai đấy nhỉ. Con gà có trước quả trứng nhá. Các nhà khoa học đến từ nước Anh đã tìm thấy một chất protein quan trọng cấu tạo nên vỏ trứng gà, nhưng lại chỉ được tìm thấy trong buồng trứng của những cô gà mái mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là trước khi hiện hữu trong thực tế, quả trứng phải ở bên trong con gà. Vì vậy, con gà có trước quả trứng chứ. Nhưng mà có bạn lại cho rằng quả trứng có trước, bởi vì từ thời khủng long đã đẻ trứng rồi mà. Ở đây cũng chẳng hỏi quả trứng gà hay quả trứng gì. Ý kiến của bạn thế nào? Cứ mạnh dạn comment xuống bên dưới đi. Và có một con được mệnh danh là chàng trai vàng trong làng lười biếng đấy. Bạn có biết đấy là con gì không? Ôi dào ôi, cái tên nói lên tất cả rồi. Chúa tể chậm chạp, ông hoàng lười biếng không ai khác chính là con lười, với các đặc điểm nhận dạng là chậm chạp, thích ngủ, lười ăn, lười làm, lười cả đi vệ sinh. Lười ơi là lười, ngày có 24 tiếng thì nó ngủ 9 đến 18 tiếng mất rồi. Thời gian còn lại chỉ ngồi một chỗ, để nó ăn hết một cái lá cây thì mất khoảng 50 ngày anh em ạ. Vâng, 50 ngày nha. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cái con của nợ này một tuần nó đi WC một lần. Trời, không biết kiếp trước con lười nó làm gì có lỗi với thiên nhiên không nhỉ? Nếu bạn không muốn kiếp sau bị đầu thai thành con lười thì nhớ sống chăm chỉ ngay từ bây giờ đi nhé. Ở đây có nhà bạn nào nuôi vẹt không? Vào xác nhận cùng mình với. Có bao giờ bạn tự hỏi là vì sao con vẹt biết nói tiếng người không? Não vẹt giống não người hay có lưỡi đặc biệt hơn? Thưa
Thực ra, đại não của vẹt không phát triển như đại não của con người đâu, không có sẵn điều kiện để biết nói. Những câu phát âm đơn giản của chúng chỉ là một kiểu bắt chước vô thức mà phải do con người dạy mới hình thành. Các loài vẹt có thể nói được những câu đơn giản, chẳng qua là chúng có cái lưỡi vừa nhọn vừa nhỏ, mềm và đầy thịt nên chỉ biết làm lại một số từ mà người ta hay dạy cho nó thôi. Chứ dạy nó nói mấy câu phức tạp thì có mà dạy nữa dạy mãi, nó cũng không biết nói được đâu. Ồ, hóa ra là như vậy, thế mà mình cứ tưởng vẹt có cấu tạo não giống người cơ. Wow, có thể vẹt ít nhà nuôi, nhưng heo đất thì chắc chắn nhà ai cũng nuôi đúng không? Có ai vừa bỏ tiền vào heo mấy hôm rồi lại muốn lấy ra không? Khai thật đi, mà các bạn trả lời được câu này, đảm bảo đỉnh của đỉnh luôn nè. Tại sao hộp đựng tiền lại có hình con lợn nhỉ? Vì con lợn đáng yêu hay vì thịt lợn rất là ngon? Tất nhiên là không phải vì thịt nó ngon rồi, bởi con lợn đất mà ai ăn được. Đấy, ngoài cái sự đáng yêu thì còn vài nguyên nhân khác. Vì một con lợn đất được làm từ đất sét có màu nâu, mà tên tiếng Anh của loại đất này là pig. Từ thời Trung Cổ, loại đất này đã được sử dụng thành các chum hay bình cổ, và tên của loại đất ấy có cách phát âm giống với pig, nghĩa là con lợn. Nên để gọi cho tiện, họ đã bê luôn hình ảnh con lợn dễ thương để làm biểu tượng lợn đất đến tận bây giờ. Wow wow, đựng lợn đất 10 năm rồi mà bây giờ mình mới biết sự thật này đấy, xứng đáng thả một like quá đi. Bên cạnh những cái con dễ thương dễ mến như vậy, các bạn có bao giờ nghe đến ma gà chưa? Nghe đồn con này ghê gớm lắm các bạn ơi, mà rốt cuộc nó là cái thể loại gì nhỉ? Một con ma thích ăn thịt gà hay một con gà bị ma ám? Chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng có nghiên cứu nào chứng minh sự tồn tại của ma gà cả. Nhưng có rất nhiều người tin rằng ma gà hoàn toàn có thật nên nó có thể là một con gà bị ma ám. Người ta cho rằng nhà có ma này trông coi thì chẳng bao giờ sợ mất đồ mất của cả. Bởi hễ có kẻ nào cả gan lẻn vào ăn trộm thì dù có nhanh nhẹn thế nào, có hóa trang ra làm sao, ma gà cũng có cách để đi theo. Nhẹ thì khiến cho kẻ đó lên cơn điên dại, nặng thì mất mạng do bị con ma ăn hết ruột gan. Con ma này được người chủ nuôi trong chum đậy kín để ở xó nhà kín đáo, tránh để người ngoài nhìn thấy, vô cùng bí ẩn và huyền bí là thế, nên dù có tìm hiểu, rách cả Google thì cũng chẳng ra các bạn ạ. Câu tiếp theo, cao thủ giải đố cũng chắc gì đã biết này. Con nào đắt nhất đại dương, con hải sâm hay cua hoàng đế? Ai nói cua hoàng đế đắt nhất thì nhầm to rồi. Cái con mà nhìn giống quả dưa chuột mọc ở dưới biển này mới là đắt nhất. Chính xác thì nó là hải sâm. Vì vẻ ngoài không giống ai nên nó được xếp vào top những con vật xấu nhất đại dương đấy. Ấy vậy mà giá của nó lại rất cao, khoảng trên 70 triệu một con. Mình xin nhắc lại là 70 triệu chứ không phải 70k đâu. Và nó chỉ xuất hiện trên bàn tiệc của giới thượng lưu thôi, vì nó đắt mà. Sở dĩ nó xấu mà đắt như vậy là vì nó có thể trị bệnh xương khớp, giảm ung thư và bổ máu đấy. Được của nó phết đấy nhỉ, xấu nhưng mà kết cấu lại chất lượng đây. Có một con vật có vẻ ngoài cute phô mai que hơn nhưng lại có một tật xấu đi bắt cóc con nhà người khác. Bạn có biết đó là con gì không? Các bạn đừng bị cái vẻ ngoài đáng yêu của con chim cánh cụt đánh lừa. Đích thị nó là con tiểu tam, à nhầm, con chim cánh cụt đó. Khi chim cánh cụt con không may chết đi thì người mẹ của nó sẽ qua nhà hàng xóm ăn trộm con nhà người ta về làm con mình. Ở đây thì chắc chắn 100% các bạn ở nhà đều nuôi mèo đúng không? Tại sao mèo lại thích ăn cá? Bạn nuôi lâu nhưng liệu rằng đã biết? Thật ra mèo không phải từ khi sinh ra đã thích ăn cá đâu, mà nó bị ép đấy. Thủ phạm khiến mèo ăn cá là người Ai Cập cổ, những người đầu tiên thuần hóa mèo thành vật nuôi trong nhà. Người Ai Cập để dụ mèo vào nhà đã dùng đến cá và cũng chỉ cho chúng ăn cá mà thôi các bạn ạ. Vậy thì tại sao mèo nhìn thấy chuột là lại muốn bắt nó nhỉ? Là vì cơ thể chuột có thứ mà mèo không có đấy các bạn ơi. Cơ thể chuột có chất gọi là taurin. Chất này thu hút sự chú ý của mèo. Hơn nữa, cơ thể mèo lại thường xuyên thiếu chất này nên phải tìm kiếm từ bên ngoài để bổ sung. Thấy cơ thể chuột có chất này nên khi mèo vừa thấy chuột cái bị mùi hương này thu hút nên nó rất thích bắt chuột là vì như vậy. Nếu thấy thông minh thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho Nhanh Trí nhé. Yêu tất cả các bạn. Mua.